Xin chào quý vị và các bạn hôm nay hãy cùng review xe đánh giá chiếc Moto Guzzi V100 Mandello Mới đây, Piaggio đã có màn giới thiệu đầy ấn tượng mẫu xe phân khối lớn Moto Guzzi V100 Mandello tại Piaggio Group moto Petaling Jaya. Sự kiện ra mắt Moto Guzzi V100 Mandello có sự góp mặt của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xe máy và đại diện truyền thông báo chí từ 12 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn 100 năm thành lập, Moto Guzzi quyết định xây dựng chương tiếp theo trong chuỗi hành trình truyền cảm hứng chinh phục những chặng đường bằng một bước tiến táo bạo. Đó là cho ra đời Moto Guzzi V100 Mandenlo mẫu xe của kỷ nguyên Moto Guzzi mới với những tinh năng đột phá. V100 Mandenlo không chỉ giúp Moto Guzzi bước vào thế giới sport touring theo một cách sáng tạo mà còn định hướng tầm nhìn mới mẻ cho thương hiệu. Dù mang thiết kế nhỏ gọn nhưng V100 Mandenlo vẫn được đánh giá cao khi mang đến cảm giác lái mượt mà, linh hoạt nhưng đầy sự ổn định. Mẫu xe mới này là sự kết hợp giữa phong cách lái thể thao năng động điển hình của những chiếc roster và sự thoải mái, khả năng bảo vệ của một chiếc xe touring, nhờ công nghệ và giải pháp khí động học hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên Moto Guzzi giới thiệu thế hệ động cơ mới compact block khối động cơ nhỏ gọn với trọng lượng nhẹ giúp tạo nên bộ khung thể thao gọn gàng nhưng linh hoạt. Khối động cơ mới mang vẻ ngoài hiện đại, mạnh mẽ, đầy phấn khích nhưng đồng thời vẫn giữ được cấu trúc truyền thống của động cơ V twin nằm ngang 90 huyền thoại. Khối động cơ mang dung tích 1042cc, sở hữu hộp số 6 cấp, làm mát bằng dung dịch, cho đầu ra công suất cực đại 115 hải phòng tại 8.700 vòng phút và mô men xoắn cực đại 105nm tại 6.750 vòng phút, với 82% công suất có thể đạt được tại 3.500 vòng phút. Thiết kế hiện đại cũng cho phép động cơ có mức tiêu thụ hạn chế 4,7 l trên 100km và chi phí bảo dưỡng hợp lý, với khoảng thời gian bảo dưỡng định kỳ là 12.000km. V100 Mandenlo là chiếc xe đầu tiên trên thế giới áp dụng hệ thống khí động học thích ứng Adaptive Aerodynamics, cho phép tự động điều chỉnh vị trí của các cánh gió ở hai bên bình xăng tùy thuộc vào tốc độ và chế độ lái đã chọn. Kính chắn gió được điều chỉnh điện tử bằng cách sử dụng nút bấm trên cụm điều khiển tay lái. Người lái có thể nâng kính lên với hành trình tối đa là 90mm. Khi được mở hoàn toàn, kính chắn gió và các cánh gió giúp giảm 22% lực cản không khí lên người lái, đưa V100 Mandenlo đến gần hơn với mức độ bảo vệ của các mẫu Touring lớn hơn. Hệ thống Drive Wire cho phép xe trang bị 4 chế độ lái, tua chế độ lái địa hình, rên chế độ đi mưa, rốt di chuyển trên đường trường và sport thể thao. Mỗi chế độ quản lý 3 kiểu mapping động cơ khác nhau, 4 cấp độ kiểm soát lực kéo, hai cấp độ phanh động cơ. Mở các cánh gió bên và trên phiên bản V100 Mandenlo S, cân chỉnh đồng đều hệ thống giảm sóc bán chủ động Olin Smart EC 2.0. Hệ thống giảm sóc bán chủ động Olin Smart EC 2.0 có thể đọc điều kiện đường và điều chỉnh thiết lập xe cho phù hợp, theo từng thời điểm. ECU điều khiển hệ thống treo Olin Smart EC 2.0 có thể nhận biết tất cả các điều kiện vận hành và hiệu chỉnh phục. Giảm sóc và hệ thống thủy lực của bộ giảm chấn lái nhờ vào sự phát triển của một thuật toán, thành quả của sự hợp tác giữa Olin và Moto Guzzi. Hệ thống trên cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh bằng hai phương thức, bán chủ động và thủ công, cả hai đều có thể được chọn bằng các nút trên tay lái với hai chế độ. Comfort và Dynamic. Hệ thống phanh Brembo sử dụng cùng phanh hướng tâm hoạt động trên một cặp đĩa thép 320mm. Phanh sau sử dụng đĩa 280mm được phục vụ bởi cùng phanh 2 piston. Hệ thống IMU đo lường quán tính 6 chiều cho phép khai thác tối đa hiệu suất của công nghệ phanh trong cua cornering ABS. V100 Mandenlo sở hữu màn hình màu TFT5 giúp cung cấp cho người lái dữ liệu vận hành toàn diện có thể kết nối với Moto Guzzi MIA. Đây là nền tảng đa phương tiện cho phép kết nối điện thoại thông minh với thiết bị qua Bluetooth, giúp người lái dễ dàng quản lý cuộc gọi và định hướng GPS. Phiên bản V100 Mandenlo tiêu chuẩn có hai phối màu cũng bắt mắt không kém, đỏ Rose Magma và trắng Bianco Pola. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt V100 Mandenlo Aviation Navan, một sản phẩm hợp tác giữa Moto Guzzi và Hải quân Ý, cũng được ra mắt với số lượng giới hạn chỉ 1913 chiếc trên toàn cầu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại